hai người chết trong văn phòng công ty bất động sản ở Bình Dương. Khi nhân viên đến văn phòng bất động sản ở khu dân cư ở Bình Dương thì phát hiện hai người chết cùng một người bị thương bên trong. Đến trưa nay, ngày 21 tháng 6, Công an thành phố Thủ dầu 1 vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Bình Dương khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng khiến hai người chết, một người khác bị thương trong văn phòng của công ty bất động sản sự việc xảy ra vào sáng cùng ngày tại một văn phòng công ty bất động sản nằm trên đường hoàng hoa thám thuộc phường hiệp thành thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương theo thông tin ban đầu vào sáng cùng ngày khi các nhân viên đến văn phòng trên làm việc thì phát hiện ba người nằm bất động bên trong trong đó hai người được xác định đã không qua khỏi một người được đưa đi cấp cứu trong tình trạng thương tích nặng lực lượng chức năng sau đó đã phong tỏa hiện trường để điều tra do đang trong thời gian dịch bệnh lực lượng y tế cũng được huy động để phun thuốc khử trùng xung quanh khu vực để đảm bảo an toàn khu vực xảy ra vụ việc nằm trong một khu dân cư đông dân ở bình dương nơi này tập trung nhiều văn phòng công ty bất động sản nằm liền kề nhau hiện vẫn chưa có thông tin chính thức từ cơ quan công an về vụ việc này